Rồi mình sửa part 5, 7 question. Cái này nó giống như ở bên format cũ của mình là part 5, nhưng mà nó tới 10 câu lận các bạn ha. Ok. Rồi, look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use one, two or three words. Nhìn vào bức hình nè, đọc câu chuyện, viết một vài từ để hoàn tất những cái câu về câu chuyện, và bạn có thể sử dụng tối đa 1, 2 hoặc 3 từ. Fishing in the lake. Cái này giống y chang, cái cũ không khác gì hết. Thì đầu tiên các bạn làm gì đây? Hả? Ở đây có hai chàng trai, một cô gái cầm cần câu đi câu. Ở ngoài hồ có chiếc thuyền nữa. Dán que luôn. Chắc chắn là không có cá rồi. Rồi mình đọc và trả lời câu hỏi thôi. Hả? Do mới chuyển qua cái phiên bản mới nên thầy nhắc lại các bạn. Thứ nhất là nếu mà các bạn nào mà đọc tốt á, thì chúng ta đọc cái bài này trước nè, sau đó qua đọc câu hỏi trả lời y chang như đọc tiếng Việt ha. Nhưng mà chỉ dành cho những bạn đọc nhanh và tốt, đọc tới đâu hiểu tới đó thôi. Còn nếu các bạn mà mình cảm thấy đọc chậm, từ từ, không kịp giờ, thì chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước, sau đó xem nó hỏi cái gì thì quay lên bài kiếm cái thông tin ngay chỗ đó điền trở lại. Như vậy cái cách đó có khi là chậm hơn, bởi vì chúng ta đọc nhiều khi tới 2-3 lần mới kiếm ra thông tin, mất thời gian hơn. Nhưng nó phải chịu thôi, là nếu mà mình đọc không có nhớ được nhiều thông tin đó, thì mình sẽ phải làm cái cách thứ hai. Còn thầy dạy thì các bạn cứ đọc này trước ha, rồi sau đó nhớ cái thông tin ở trong đầu, quay qua ta hỏi gì trả lời đó, dễ ha. Rồi bắt đầu đọc câu chuyện. Sally and her brother Peter live next to a lake and they love swimming and fishing in it. Sally và anh trai hoặc em trai của cô ấy là Peter sống ở kế bên hồ và họ thích bơi và câu cá ở trong đó. They often fish from the end of their garden, but last Saturday they went fishing in other part of the lake. Họ thường câu cá ở gần cuối của khu vườn của họ, nhưng mà thứ bảy tuần rồi thì họ đi câu cá ở một cái phần khác của hồ, tức là không phải ở cái vị trí cuối vườn nữa. But there were no fish there. Nhưng mà không có cá ở đó. Thấy im re nè, nhìn cái hình đâu thấy con cá nào đâu. This is boring, Sally said. She put her fishing thing down and took up her shoe. Thật là chán quá đi, Sally nói. Cô ấy đặt mấy cái đồ mà câu cá xuống, cởi giày ra. Then she put her feet in the water because it was a hot and sunny day. Và rồi cô ấy đặt cái chân vào trong nước, bởi vì đó là một cái ngày, mình lấy cái ngày này danh từ chính dịch trước, nắng nè và nóng ha. Đó là một ngày trời nắng và nóng. Rồi vậy mình qua coi cái ví dụ người ta hỏi cái gì. Hai cái ví dụ người ta làm rồi là Sally and Peter enjoy swimming and fishing in the lake near their house. Sally và Peter thích câu cá và bơi ở trong cái hồ mà ở gần nhà của họ. The children fish in another part of the lake last Saturday. Lũ trẻ là mấy cái đứa trẻ này, tức là Sally và Peter, đã đi câu ở một cái nơi khác ở trong hồ vào thứ bảy tuần rồi ha. Bình thường thì câu ở đi cuối cái khu vườn, mà bữa nay thì lại đổi chỗ. Rồi number one, Sally stopped fishing because there were in the water that day. Sally ngừng câu cá bởi vì sao? There were no fish. Ở trong bài mình đọc ngay chỗ này nè, mình thấy cái chỗ nào mà ngừng câu đâu rồi hả? This is boring, Sally said. She put her thing down and took up her shoe. Top fishing. There were no fish there. Thì cái no fish nó nằm ở khúc trước này, như đòi hỏi mình sẽ đọc và mình phải hiểu mới được ha. Thì cái khúc cuối này nè mới là ngừng câu ha. Như vậy cái này nó hơi đảo lại một tí thông tin, mà nếu các bạn kiếm ở mé sau thì nó sẽ không ra. Rồi ngay chỗ này nó sẽ là trả lời cho câu số 1. Mình thấy không có cá cho nên mới ngừng câu. Đọc hiểu bài là làm rất là dễ ha. There were no fish in the water that day. Lấy y chang như trong bài, điền vô là xong. Rồi tiếp tục. Because it was hot and sunny, Sally in the lake. Cái này là một kỹ thuật ha, bắt đầu nó hơi khó tí xíu. Các bạn ở đây người ta in the lake, thì ở trong bài mình là in the water. Đó là kỹ thuật này gọi là sử dụng từ đồng nghĩa. Tức là không bao giờ có cái chuyện mà họ sẽ hỏi các bạn một cái câu mà y chang như trong bài chứ.
họ dùng cái kỹ thuật đòi hỏi đọc hiểu mà, chứ không phải là đọc kiếm từ. À, cho nên ở đây nè, cô ấy đặt cái chân cô ấy ở trong nước bởi vì it were a hot and sunny day. Thì ở đây người ta cho y chang, người ta cho gì? It were hot and sunny. À, giống y chang ha. Thì Sally chấm 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 in the lake thì làm gì? Put her feet. Nhớ ha, mình được xài ba từ cho nên mình xài put her feet. Ok. Rồi, mình xong, mình qua đoạn 2. Rồi, thấy có vẻ như anh chàng Peter này vui vui nè, chắc câu trúng cái gì đây. Rồi, mình đọc coi. Sally, look, Peter said. Sally, look, Peter said. Sally nhìn nè, I think I can see a lake smolder. Monter ha. Tôi nghĩ rằng, em nghĩ rằng, anh nghĩ rằng, tùy theo ngữ cảnh mình dịch. Nhìn thấy cái con quái vật hồ rồi. Peter said, I think I can see a lake monster. Sally jumped up to look. But when she did that, she dropped her shoe in the water. Sally nhảy lên để nhìn. Nhưng mà khi mà cô ấy làm cái việc đó thì she dropped her shoes in the water. Cô ấy rơi mấy cái chiếc giày xuống nước. Then she got angry with Peter because there were no monster. Rồi, xong đó thì cô ấy giận Peter luôn. Bởi vì sao? Không có quái vật nào hết. Now I haven't got my shoes, she said. It's not funny. Bây giờ thì tôi không còn giày, cô ấy nói. Nó thì không có vui chút nào cả. She này là sờ dài, các bạn đọc như là sờ chim sẻ của tiếng Việt mình hả, cong lưỡi. She, nhưng mà sad lại là sờ ngắn, giống như sờ xe đạp. Vậy hai cái này đọc nhanh mình sẽ đọc là she sad, it's not funny. Rồi, Peter looked down in the water. He could see Sally's orange shoes at the bottom of the lake. Peter nhìn xuống dưới nước, anh ấy có thể nhìn thấy những cái đôi giày màu cam của Sally ở dưới đáy của hồ. Vậy câu số 3 ta hỏi gì đây? Peter said he saw a chấm chấm chấm. Saw ở gì? I think I can see a lake monster ngay chỗ này nè. Thì dễ ha. Cái này mình nhìn thấy cái gì đọc ở trên mình điền xuống liền, vậy bạn gạch vào đánh dấu ngay đây là câu số 3. Đi thi thì mình không có làm được cái chuyện đánh dấu này ha, bởi vì nhưng mà thầy đang dạy cho các bạn để làm gì, sau khi ở đây học xong về nhà mở sách ra, ủa sao cái này điền như vậy vậy ta, không biết lấy đâu hết, ông thầy Chiến ông giảng xong quên mất tiêu ha. Rồi vậy thì các bạn cứ làm dấu vậy đi, rồi về mình có thời gian mình đọc lại mình biết à câu số 3 thông tin lấy chỗ này, vậy mình đọc trên đây trả lời xuống dưới đây. Ok vậy ha. Rồi ở gì, ở lake monster thì ở đây lake là danh từ phụ, nó đóng vai trò bổ nghĩa thôi, còn monster mới là danh từ chính. Thì có không có lake cũng được, nhưng mà không có monster là không xong ha. Anh ấy tức là Peter nói là anh ấy nhìn thấy một con quái vật ở dưới hồ. Quái vật hồ tức là này có thể quái vật núi, quái vật sống trong núi, quái vật hồ là quái vật sống trong hồ chẳng hạn. Rồi tiếp tục câu số 4, when she jumped up Sally chấm 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 in the lake, khi mà Sally nhảy lên nè thì cô ấy làm gì? Drop her shoe in the water, y chang như hồi nãy ha. Và ở đây thì người ta là trong nước, mà ở trong bài thì lại là in the lake, như vậy các bạn sẽ phải hiểu. Ok rồi mình điền vô là Sally làm gì đây, when she jump up Sally drop her shoe, tiếp tục vẫn là ba từ ha. Một hai ba, đảm bảo nguyên tắc là ba từ. Rồi drop her shoe in the lake. Sally were angry because her shoe were at chấm 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 up the lake. Khi mà Peter nhìn á, Peter nhìn thấy cái khúc mà giận thì ở trên đây nè, Sally got angry. Nhưng mà ta hỏi chiếc giày ở đâu thì cái her shoe này bạn phải lấy ở khúc cuối này ha. Đây Peter mới nhìn thấy nè, cái giày màu cam của Sally ở đáy hồ, at the bottom of the lake. Vậy người ta hỏi giày của Sally ở đâu thì các bạn phải điền là ở đáy hồ ha. Ok vậy ngay chỗ này at the bottom. Rồi ngay chỗ này mình điền vô the bottom of the lake. Ok mình tiếp tục qua đoạn 3. Rồi mình nhìn thấy cái hình về tới nhà gặp mẹ ha, cười toe toét, chắc có chuyện gì vui đây.
Rồi mình đọc tiếp. Well, let's try to catch your shoe now, Peter said. Ồ, chúng ta hãy cố gắng bắt. Ở đây catch là bắt. Thì trong tình huống này là câu đó các bạn. Your shoe now, tức là hãy câu cái đôi giày của bạn, của chị. Bây giờ Peter nói, he fished them out of the lake. Và anh ấy đã câu chúng ra khỏi cái hồ. Sally were happy again. Sally vui lại rồi. When they got home, their mom were in the kitchen. Khi mà họ về nhà thì mẹ của họ đang ở dưới nhà bếp. Did you catch any fish? She asked. À, tụi con có câu được bất kỳ con cá nào không? À, mẹ hỏi. She laughed when Peter said, yeah, we caught two orange shoe fish. À, thì như vậy she laughed when Peter said, tức là ở đây là ai nói? Ai cười đây? She này thế cho mother ở trên ha. She này cũng là thế cho mom nè. Mẹ hỏi thì như vậy ở đây là mẹ cười khi mà Peter trả lời, vâng à, chúng con câu được hai con cá dài màu cam. Ở đây các bạn danh từ chính là fish rồi, mình dịch trước, su bổ nghĩa bạn sẽ dịch ngược lại ha. Con cá dài màu cam ha. Rồi vậy thì hết câu chuyện. Bắt đầu mình qua câu số 6, ta hỏi cái gì đây? Sally chấm 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 when Peter caught her shoes. Sally thì sao khi mà Peter bắt được cái giày của cô ấy, tức là câu được giày, thì ngay chỗ ba cái dòng đầu này. Well, let's try to catch your shoe now, Peter said. He fished them out of the lake. Sally were happy again. Vậy thì Sally vui trở lại khi mà Peter câu được chiếc giày của cô ấy. Rồi tiếp tục câu số 7. When the children told her about the two orange shellfish, thì đem mâm sao? Nãy thầy giải thích rồi, đem mâm laughed, cười, cười lớn, cười hả hả. Còn mình cười mỉm mỉm là smile ha các bạn. Ngay chỗ này mình sẽ đánh dấu vô. Rồi tiếp tục câu cuối cùng là 7 ha. Rồi thầy đọc lại cho các bạn ha. Các bạn dò. Ok. Có nhiều bạn ở đây mình làm tốt nhưng mà đọc chưa có đúng lắm, cho nên thôi mình cứ tập kiên nhẫn ha. Đọc lại hàng ngày, đọc dịch. Sally and her brother Peter live next to a lake. And they love swimming and fishing in it. They often fish from the end of their garden. But last Saturday, they went fishing in another part of the lake. But there were no fish there. This is boring, Sally said. She put her fishing fin down and took off her shoes. Then she put her feet in the water because it was a hot and sunny day. Rồi qua đoạn 2 ha. Sally, look, Peter said. Sally, vậy khúc này kêu cho nên phải lên giọng ha. Sally, look, Peter said. I think I can see a lake monster. Sally jumped up to look, but when she did that, she dropped her shoe in the water. Then she got angry with Peter because there were no monster. Now I haven't got my shoe, she said. It's not funny. Peter looked down in the water. He could see Sally's orange shoe at the bottom of the lake. Okay, qua đoạn 3 ha. Well, let's try to catch your shoe now, Peter said. He fished them out of the lake. Sally was happy again. When they got home, her mom was in the kitchen. Did you catch any fish? She asked. She laughed when Peter said, yeah, we caught two orange shoe fish. That's the end of the story. Rồi xong ha.